Phần mềm hỗ trợ nhập ảnh là công cụ hỗ trợ các điểm tiếp nhận hồ sơ, thay đổi tên ảnh thành số chứng minh nhân dân của thí sinh và chuyển thành file nén để có thể nhập vào hệ thống quản lý dữ liệu thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Sau đây sẽ là các bước hướng dẫn sử dụng phần mềm này. Trước tiên, ta sẽ phải đăng nhập vào hệ thống quản lý dữ liệu thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia với tài khoản điểm tiếp nhận. Ở đây lấy ví dụ là điểm 01. Tiếp đến, ta nhấp chọn mục Danh sách phiếu đăng ký. Ở đây có các mục để ta tìm kiếm thông tin thí sinh. Ví dụ ở đây ta tìm danh sách lớp 12A1. Sau khi tìm kiếm, hệ thống đã cho ta danh sách của lớp 12A1. Ở đây bao gồm 5 thí sinh. Để xuất danh sách này, ta chọn mục In danh sách. Tiếp đến chọn In danh sách gọi chụp ảnh. Sau đó nhấn Thực hiện. Sau khi tải danh sách về máy, ta mở thư mục chứa danh sách và mở file. Đây là danh sách gọi thí sinh chụp ảnh, bao gồm tên, số chứng minh thư nhân dân và ngày tháng năm sinh của thí sinh. Đầu tiên, anh chụp kiểu ảnh đầu tiên để xác định vị trí của ảnh. Thí sinh số 1, Đỗ Hoàng Dương. Số chứng minh thư 01235 1773. Ngày sinh 5 tháng 3 năm 97. Em lên chụp ảnh. Thí sinh tiếp theo, thí sinh số 2, Lê Sĩ Hạnh, số chứng minh thư nhân dân 01235 1774, sinh ngày 16/4/97. Rồi em lên chụp ảnh. Rồi, cảm ơn em. Thí sinh số 3, thí sinh Trần Ngọc Khá, số chứng minh thư nhân dân 01235 1775, sinh ngày 16/5/97. Em lên chụp ảnh. Thí sinh tiếp theo, thí sinh số 4, thí sinh Nguyễn Duy Long, số chứng minh thư nhân dân 01235 1776, sinh ngày 17/6/97. Thí sinh Vương Ngọc Ánh, số chứng minh thư nhân dân 01235 1777, sinh ngày 3/9/97. Em ra chụp ảnh. Sau khi điểm tiếp nhận thực hiện chụp ảnh cho thí sinh theo danh sách lớp, ta tiến hành sao chép ảnh vào thư mục ảnh gốc của lớp tương ứng. Ảnh có số thứ tự bé nhất sẽ tương ứng với thí sinh đầu tiên trong danh sách. Tương tự như vậy với các ảnh và các thí sinh tiếp theo cho đến hết. Bên cạnh đó, ta tạo thêm thư mục ảnh đã xử lý để chứa ảnh sau khi được đổi tên nhờ phần mềm. Đầu tiên, ta trở về trang chủ trên hệ thống. Tiếp đến, ta nhấp chọn Download tài nguyên hệ thống. Ở đây ta chọn mục Phần mềm hỗ trợ nhập ảnh.
điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi, rồi nhấn tải về. Sau khi tải về, ta mở thư mục chứa file tải về và giải nén. Như vậy ta đã có phần mềm trong máy. Tiếp theo ta tiến hành mở phần mềm. Trên giao diện phần mềm, ta chọn mục nhập từ Excel. Ta chọn file Excel danh sách đã tải về máy ở bước 1. Danh sách đã được cập nhật lên phần mềm. Để ghép ảnh, ta chọn thư mục ảnh đầu vào. Đây là thư mục ảnh gốc mà ta có sau khi chụp ảnh thí sinh tại điểm tiếp nhận. Ở phần thư mục ảnh đầu ra, ta chọn thư mục ảnh đã xử lý. Sau cùng, ấn nút xử lý. Sau khi xử lý thành công, ta mở thư mục ảnh đã xử lý và giải nén. Khi mở thư mục chứa ảnh, ta thấy các file ảnh đã được đổi tên thành số chứng minh thư nhân dân tương ứng của thí sinh đó. Trên giao diện hệ thống, chọn mục Quản lý ảnh. Nhấp chọn Tìm kiếm nâng cao, sau đó gõ từ khóa là tên lớp cần tìm, ở đây là 12A1. Sau khi xuất hiện danh sách thí sinh, nhấp chọn Tải file ảnh mới. Chọn Tập tin. Trong thư mục Ảnh đã xử lý, chọn file nén chữ ảnh đã được xử lý để nhập. Sau đó nhấn tải lên. Lúc này hệ thống đã cập nhật thành công các ảnh tương ứng với số chứng minh nhân dân của thí sinh. Giờ ta quay lại mục Quản lý ảnh, nhấp chọn Tìm kiếm theo lớp. Ta thấy ảnh đã được cập nhật lên hệ thống.